Dám chứ, sợ cái gì mà không dám. Anh em cứ lựa chọn B8 cho tôi. Trận này B8 được, không vấn đề gì cả. Khi mà chúng ta gặp hai đội cùng lừa, solo lừa rồi thì B8 thì đang gãy thì chúng ta sẽ chọn cho B8. Tôi tin là B8 chắc hơn, chứ solo thì đánh cái vòng gọi là lower này thì cú lừa lắm. Không tin được. Bet cho bên Phật Phù anh em ạ. Lựa chọn B8. Lựa chọn của chuyên gia luôn đấy. Bàn thì West King. B8 thì bán đích nhanh hơn. Cảm giác là No Fear nghĩ rất nhanh. Còn về phần của solo thì nhìn xem. Reserve time thì cũng chỉ có 1 phút 23 giây thôi. Trong khi đó bên phía B8 họ còn tận hơn 2 phút. Nghĩ nhanh hơn đến từ No Fear. Lựa chọn đen đi. Anh em tin tôi. Đen đi trận này được. Bàn phải lết voi khi mà thấy đối phương có một con phượng. Hoàn toàn hợp lý. Khi mà phải lết voi mới được bắp lại một chút. Nên là cũng là một carry có thể được lựa chọn, chứ nó không còn phế như ở cái meta trước. Meta trước thì là thôi. Cái con voi này vứt đi luôn, không ai đánh. Nhưng với những cái bản update gần đây thì Fallen Void cũng đã có nhiều team sử dụng trở lại rồi. Zac à? Zac thì sẽ là không sợ cái đấu trường của Mass. Bán Zac ok. B8 thì ban một con Snapfire để bảo vệ quả trứng của Phượng Hoàng thôi. Một lựa chọn nó gọi là cơ bản. Hợp lý. Snapfire bây giờ cũng hay được nhiều team pick đánh ở vị trí support số 5 và lên mắc cái Lưu Shredder bắn khá đau. Nautiki thì họ lựa chọn cho mình con Witch Doctor sắp 5 rồi. Như vậy là solo trận đấu này sẽ cầm Witch Doctor. Lion sẽ là support số 4 thôi. Mask of Land. Lion thì sẽ thuộc về X-Vampire. X-Vampire thì vẫn còn đang ở trong tổ chức của team Gambit. Nhưng mà solo là mượn về để đánh cái giải Lower này. Radiant team pick. Disruptor. Chậm lương 25 tây mới có lương, phải cẩn thận không xong ban mic đã. Không phải sợ anh em, xóa đi, cùng lắm là ăn mì tôm. Ăn một mì tôm một tuần không sao cả nhá. Luna đang thấy được bích rất là nhiều. Tuy mình đọc những cái update mới của con Luna này thì trông không được bắt quá nhiều, nhưng dạo gần đây từ Si cho đến Trung Quốc bây giờ cả mấy ông ngang ngỗ cũng đã dùng rồi. B8 thì lựa chọn Alchemist rồi, hay vỗ mặt Luna luôn. Luna là một hero farm rất nhanh với cái đánh lan của mình, nhưng tất nhiên nếu mà để thả farm thì không con nào địch lại Alchemist cả. Như vậy là bên phía của team B8 họ còn đang thiếu đi cho mình một offlane. Còn về phần của team Noteki thì họ đang thiếu đi người chơi đi mid rồi. Luna Witch Doctor một lane, Lion Mask một lane. Ban dây giờ. Làm gì á? Mới đánh trận đầu chưa biết được, anh em không nên bình tĩnh đi. Na'Vi họ mới đánh một trận thôi. Tuy là trận đấy thất bại 2-0, cũng phải từ từ để cho Zamzi thích nghi với cả môi trường mới ở Na'Vi một vài trận đã thì chúng ta mới dám chắc chắn là Zamzi phế hay không. Chứ mới đánh một game fail mà đã khẳng định là Zamzi chơi kém thì không được.
Rõ ràng là trước đó khi mà thi đấu cho EG thì Ramsey đánh offline cũng rất là tròn vai, cũng đã cùng với cả EG có cho mình cái vị trí thứ hai của một major. Thời mà Ramsey còn ở EG là cũng về nhì major đấy, cũng không tệ đâu. Cũng là vẫn đi offline. Team ban. Ban voice rip. Hợp lý rồi. Như đã nói thì B8 còn đang thiếu mid hero đánh cho Dendy. Còn về phần của à không, tại sao thế nhỉ? Tôi đang suy nghĩ là cái con Beat Master là nằm trong tay của Dendy mà. Thì có thể là bên phía Noteki họ đang nghĩ khác tôi. Họ đang nghĩ đây chỉ là một con Beat Master offlane thôi. 5 seconds remaining. Dendy đánh Beat Master được mà. Con này đang mạnh meta. Với khả năng của Dendy thì tôi nghĩ là chơi được. Cứ tập trung farm, focus farm ở mid. Đâu đó khoảng độ 14 phút có gậy xanh là bắt đầu khỏe rồi. Chơi thoải mái, chẳng vấn đề gì. Radiant team ban. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Radiant team pick. Đây rồi, lựa chọn một con invoker dành cho Dendy. Ui. Đúng, như vậy là Noteki họ đã đúng. Khi mà Beatmaster này không phải là một con Beatmaster limit mà Dendy trận đấu này sẽ múa invoker. Wow wow. Anh đen nhá, anh đen chơi chất quá. Anh đen múa hẳn Invoker. Invoker gì đây anh đen ơi? Có Beatmaster thì có thể nghĩ đến một con Invoker lửa nha, nhiều thôi. Đối phương chơi cục thế. Vâng, nhìn thấy Invoker của Dendy là ngay lập tức solo lựa chọn cho anh hàng đam. Ở mid là một con Viper, counter thẳng mặt Dendy luôn. Muốn đánh chết Dendy ngay ở thời điểm đi lane đây mà. Cả một con Viper thì chắc là thôi. Chơi Invoker lửa thì điên quá. Thôi lại quay về chơi set băng vậy. Kèo động viên Dendy map 1 50k cho giúp hiểu. Ok, cảm ơn người anh em Trung Lê nha. Đây rồi. Nốt vào ngay. Solo chơi cục quá anh em ạ. Solo chơi này thì là cạn tàu ra mán rồi. Không còn một chút tình nghĩa nào anh em ở đây nữa rồi. Chơi cái gì mà bích cả Viper. Thế này khổ anh đen quá. B8 chia lane đúng như cái gì mà chúng ta suy nghĩ thôi. Tuy là hơi khác một chút khi mà với tôi thì tôi tưởng là cái con Beatmaster này sẽ đi mid trong tay Dendy, nhưng không phải, đảo ngược lại. Trận đấu này thì B8 họ sẽ có cho mình một con Phượng Hoàng ở vị trí support số 4, đi cùng với cả Beatmaster, No Fear cầm Disruptor support số 5, Watson Alchemist đánh carry và Dendy sẽ cầm một con Invoker đi mid. Về phần bên phía Noteki thì có anh chàng Dam, Viper đi mid rồi, Luna carry sắt 5 thì là solo với một con Good Doctor, sắt 4 Lion và offlane là anh chàng DK Forgot với một con Mask. Không sợ đâu, Invoker đi mid cả Viper. Cố gắng tăng nhiều quy một tí. Tăng nhiều quy có khả năng hồi máu là ok rồi. Đi mid thì chỉ cần khoảng độ tầm level 6, level 7 thôi là không đứng lên nhiều nữa. Đi rôm ganh với một con Invoker xét băng thì đánh sẽ là hy sinh. Đi rôm ganh nhiều tạo khoảng trống, đặc biệt là khoảng trống để cho Alchemist có thể farm. Nhìn bên phía B8 là căng nhá, anh em nhìn xem. Disrupt nút vàng, Phượng Hoàng thậm chí là nút kim cương.
Ông Beatmaster này thì thông thạo là to luôn nhá. 25, 26 luôn. 28 luôn rồi này. Sắp sửa 30 này. Alchemist thì là tệ nhất, nút bạc. Thông thạo 9. Và Dendy đánh Invoker cũng là nhiều luôn, thông thạo 13 luôn. Không đùa một tí nào. Về phần của team Noteki thì có mỗi Mask là trông căng căng một tí. Còn lại thì solo được một cái nút vàng. Lion Luna nút bạc, thậm chí ông Viper còn nút đồng thì không sợ. Beatmaster thông thạo 28 thì nó là một cái gì đấy đấy. Không đơn giản đâu anh em ơi. Ít người xem thì ít người xem thôi chứ có sao đâu bạn. Đúng. Một phần là do mới đầu là bọn hôm nay bọn mình lên lịch là không cát trận đấu này. Mà sau đó lại tôi lại muốn cát thì bật kênh lên thì nhiều anh em không biết là hôm nay là 500 Bros Dota 2 có follow trận đấu của B8 nên chưa biết vào xem. Thôi anh em ạ, anh em muốn xem ở 23 hay là ở 500 hay ở bất kỳ một bên nào thì đều được. Mà thôi cố gắng là anh em trên kênh không nói gì đến bên khác. Không mang tiếng lại bảo gây gua các thứ không hay. Cảm ơn anh em đã ủng hộ bọn tôi là bọn mình vui lắm rồi. Đang có một chút bao game và chúng ta phải chờ đợi trước khi đến với cả trận đấu thôi. Đây rồi, trận đấu của chúng ta đã quay lại rồi. Xem nào, B8 họ đang đứng ở trên khu vực high ground của mình thôi. Về phần Noteki thì họ đang có ý định đấy. Đã tràn lên đến từ bên phía Noteki. Mà thôi xong rồi. Thấy đối phương đông quá và ngay lập tức là họ sủi thôi. Có phải trả lại hay không đây? Xvapai sẽ tắt được hai người. Và bên phía ở Noteki họ đang lùi về thành công. Láo nháo với B8 này. Kéo 5 người lên. Định đánh nhau á? Định cướp rune của chúng tôi? Không. Đánh cho chạy mất dép luôn. Nhưng mà sao đây? Noteki lại quay lại để có thể chơi tiếp rồi. Và vẫn là đúng Rune dành cho bên phía của team Noteki đúng không? Như vậy là bounty chia đều cho cả hai team. Anh em chờ mình 30 giây. Đây rồi, tôi đã quay trở lại rồi. Bây giờ thì sẽ là tập trung vào trận đấu thôi. Lofia làm rất tích cực, Harad là người của một con Mask để cho Alchemist có thể farm. Mà không, đang có trả đam đến từ Lion rồi. Vậy khiên hai người và lượng máu Harad được là rất nhiều. Từ đây Lion sẽ chết thôi, có độc cũng như là một cái Thunder Strike mạnh dành cho bên phía team B8. B8 đang khởi đầu rất tốt. Tuy Alchemist không có mạng nhưng không sao cả. Support ăn mạng cũng được. Didac anh ta sẽ mua thêm những bình máu to để hỗ trợ cho Alchemist có thể trụ lane và farm thôi. Không vấn đề gì cả. Ở khu vực mid thì chấp đen đi cân đấy chứ. Và không đùa đâu. Bây giờ khi mà Xvapai quay lại với cái việc là lượng máu và mana đã đầy đủ thì là hơi mệt này. Lofia sẽ là người bị Harad nhiều ở đây.
không chia đều anh em. Vâng, đấy là lỗi tôi. Lúc ấy đang có việc bận một tí hơi vội. Vì vậy là cái rút ở thời điểm phút thứ 0 là 3 dành cho bên phía V8. Sorry, lỗi tôi. Bây giờ tập trung vào game đấu được. Bạn nãy là có một vài cái việc trục trặc. Dưới này thì sao? Beastmaster thì thường là đi lane không có lợi khi mà đối phương là Luna đâu. Trên này thì cái Beast đang bị êm vào rồi. Watson ơi, cố gắng trả độc ra, cắn cả Fairify và không chạy thoát rồi. Cái lượng đam đến từ lane là vẫn đủ, tiếp tục có stun vào người Nofia và hai nặng dành cho bên phía ở Noteki. Hồi hỏng rồi, chỉ là một chút hơi chệch choạc của bên phía Noteki ở thời điểm đầu thôi, khiến cho B8 có phần lắc. Nhưng bây giờ B8 mất hai mạng luôn, cả Alchemist lẫn cái con Disruptor này. Người boss thì Beastmaster khá ổn đấy, 9 crit và đang có rất nhiều crit tràn vào trụ để cho Beastmaster có thể farm thêm. Solo thì đang chủ động lùi lại để có thể stack cũng như là pull thôi. Lane đang là quá cao và Alchemist không thể farm, anh ta chỉ đang đứng để có thể hit lever thôi. Solo thì pull chuẩn rồi, nhưng bây giờ Beastmaster anh ta đã di chuyển vào và kéo clip ra, hợp lý mà chưa chắc kéo được nha. Khi con đắc trâu nói dí vào thì clip sẽ quay vào đánh vào người của những con quái rừng thôi. Vẫn đang cố gắng ăn logic đến từ Beastmaster nó không được rồi. Đây rồi, lại là kéo ra được một chút mà Solo đang gây rất nhiều sự khó chịu dành cho cái con Beastmaster này. Luna và đang thì anh ta đang farm free. Tiếng in game to à? Ok, để mình chỉnh lại. Cơ bản là bên này đang cái phòng này là bọn mình cắt ở cái phòng khác nên là tiếng in game to đúng không? Đây rồi. Anh em check lại hộ tôi là tiếng in game các thứ là to nhỏ thế nào để mình chỉnh cho nó hợp lý nhá. Quay trở lại trận đấu thì anh chàng Forgot lại có thêm mạng đầu phía rồi. Một con Disrupt đã lên bảng đến số 2 lần. Bình thường ạ, à, đùa anh em cay thế, ông thì bảo to, ông thì bảo nhỏ. Mình thấy cái thanh ở đây thì nó cũng không to đâu, cũng đang là ở cái mức ổn định thôi. Quay trở lại thì đang harass vào người của Lion thôi, không quá hiệu quả. Rõ ràng là cái con Alchemist này nó đang không được farm quá nhiều, 14 clip thôi, chưa kể là anh ta đã phải lên bảng đến số 1 lần rồi. Một cái giày phay tầm này còn chưa đủ tiền để mua thì biết rồi đấy, nghèo thật sự. Để mix xa á thì bọn mình đang dùng đang cắt ở một cái phòng khác nên là thiết bị các thứ nó chưa quen lắm. Đây để tôi để cái mic gần lại một tí. Được chưa anh em? Khổ quá, đang dùng cái phòng của bên CSGO để cắt. Thế tôi thấy người ta để cái mic như thế thì tôi cũng để thôi. Ngon rồi à? Đây rồi, cho bé mic lại rồi. To quá, công nhận. Để sát vào thì đường mic nó lại hơi to. Mình đã giảm xuống rồi. Đang êm vào người của Beastmaster. Có bùa nhưng lượng đam là không đủ. Và cặp đôi bên phía của team Noteki lùi về và farm tiếp thôi. Đùa cay thế mấy cái ông này. Thôi được rồi, tôi phải đi. Chờ nhiều người ý kiến tôi mới chỉnh, chứ không cứ một bạn ý kiến mình đã chỉnh rồi thì nó lại thành là lỗi. Vớ vẩn quá. Alchemist thì như là lắc hơi tệ. Nãy giờ mới chỉ có cho mình 21 clip thôi. Như này ổn rồi, ok, đồng ý nhá, không chỉnh sửa gì thêm nữa. Sẽ tập trung vào trận đấu. Vẫn đang cần thôi. Team của Solo dẫn được một kill, B8 vẫn ổn. Alchemist không quá xanh, chỉ cần là đồng đội anh ta tạo khoảng trống thôi thì dần dần thì Alchemist cũng sẽ rất giàu. Có sở tăng vào người Alchemist và thôi xong rồi. Nếu mà Alchemist này hết lại đủ đan đến từ Forgot với cái phẩy khiên cuối cùng của mình. Watson ơi, check rank cái nhỉ, 52.
Rank 52 mà đánh thế này thì mất hết. Artemis xếp lên, chết 2 mạng rồi. Được mỗi 2 acid thôi, chưa gỡ được cái mạng nào cả. Ok, đã có giày phây. Kèo mid này trông có vẻ là Dandy đi ổn phết nhỉ. Thậm chí Dandy còn đang là người giàu hơn nhá. Đừng đùa với cả anh tôi. Anh tôi farm lá xanh luôn. Thắng kèo với Viper. Invoker đi mid nhưng mà đang farm đỉnh hơn một con Viper. Wow. Không đùa được anh tôi đâu. Dandy thắng mid luôn nhá. Tìm thấy được vào người đâu kia rồi, sờ tan lại. Và có bạn cá sĩ bí vào với một con giáo thôi. Sờ tan thành công, vẫn còn hết, vẫn còn vẩy kiên ở đây. Thôi xong rồi, đầu kia sẽ chết. Nhưng bây giờ Dandy anh ta sẽ đến và đổi được một mạng của Forgot thì có câu snap. Sau đây tiếp tục đang dí theo vào người của Lion là sẽ là ăn con gà trước. Lốc lên bơm mana thành công và sẽ là những đấm tay thôi. Thêm một mạng nữa nào. Sờ tan được vào người của Dandy. Đây là một con Artemis có thể phây. Hay Dandy thắng mid. Room gank hiệu quả. Đỡ gạc dành cho Artemis. Thì anh ta có double kill. Ngon rồi, ngon rồi. Artemis đã quay trở lại top 1 network. Rune thì ở dưới bot. Và anh chàng Phượng Hoàng ăn thôi. Invoker thì không có bottle, chẳng cần rune để làm gì. Dandy làm hết anh em ạ. Thắng len, room gank hiệu quả. Bây giờ thậm chí là nhường lại cái mid lane dành cho Phượng Hoàng đừng lấy ever. Và Dandy đang đi roam luôn. Dưới này thì Beastmaster cũng đã có cho mình một cái mặt bắt đệ rồi. Helm of the Dominator. Thì Beastmaster offlane thì không nên mua vệ xanh nhưng mà thôi. Chú giao vây rồi Beastmaster lại. Lốc lá trượt đến từ Dandy. Thì có bơn mana. Con xe tàu này nó sẽ hỗ trợ cho Dandy lấy mạng của Lion thôi. Thế nên là một hit đấm nữa là được. Ok hay. Nhưng mà Beastmaster khẽ mất với cái con xe tàu rồi. Cảm giác như là cái con Beastmaster thông thạo 28 này là ra trò đấy. Tuy là anh ta bị vây bắt nhưng mà anh ta vẫn biết sử dụng cái con đệ của mình để hỗ trợ cho Dandy một mạng. Thật ra không phải, anh ta ăn luôn. Có nhường cho Dandy đâu. Bãi sở tách thì mất rồi. Thôi xong, Phượng Hoàng chỉ lết được một chút XP thôi. Bây giờ Dandy chuyển trở vào thì vẫn có thêm cho mình một hai con grip mạng. Dừng lại ở đây á. Đang dí một con xe tàu ra rồi. Đô vào người Viper. Và sẽ dồn đan vào người Viper trước. Hay, sẽ đủ đan, Dandy có mạng. Solo thì cái hướng di chuyển này thì là chết chắc rồi solo ạ. Thêm một mạng nữa và ai sẽ là người đang được đây. Beastmaster ok với hai con đệ của mình. Không đùa nha. B8 họ đang triển khai lối chơi rất là tốt. Khi mà liên tục di chuyển đến từ Dandy cũng như là Beastmaster để có thể gank, để có thể tạo khoảng trống dành cho một con Artemis farm được thoải mái. Anh Dandy bây giờ cũng level mấy rồi đây? Level 8 rồi này. 9 phút level 8, thậm chí sắp sửa level 9. Xanh luôn. Invoker set băng, có tăng một đồng lửa để có thể sử dụng cái blast khóa tay cũng như là tường băng linh tinh các thứ. Bắt đầu boost đến từ cả hai team. Nataki thì họ lựa chọn trụ có thể tốt. B8 thì sẽ đổi lại cái trụ ở dưới bot thôi. Không đùa. Hy vọng là những anh em đang có mặt thì có thể để lại cho mình một like nhá. Đấu này thì bình thường là không có lịch. Thấy nhiều anh em yêu cầu xem anh tôi quá, xem Dandy quá thì mình lên để phục vụ anh em. Nên là hy vọng anh em để lại cho mình cũng như là anh em một like. Luna MVM rồi. Luna này nó cũng rất là xanh. Không đùa được. Tuy là Artemis đang top 1 network nhưng mà chỉ hơn Luna một tí thôi. Bởi vì Watson thì thời điểm đi lane anh ta chết khá nhiều. Một bạn sở tách dành cho Artemis nhưng mà chưa có Fury thì ăn sẽ là tương đối chậm. Đang tìm The Row. Nhưng mà cẩn thận nhá, dính long cong là chết ngược này. Nó ném ra. Nhưng mà đã kịp thời bước lên 2 round đến từ bên phía Beastmaster. Thành ra là thôi, nấu tech key nó không dí vào nữa. Artemis thì rất cố gắng để hoàn thành được cho mình cái Fury.
chưa có Fury nên là ăn cái bãi Anson này mất thời gian quá. 12 phút Fury à? Thôi thì cũng được, không phải là quá sớm sủa, thế là ok rồi. Combo đến từ đầu tiên và Max đã kẹp lại đây, có rô. Và Max này nó không kịp giúp cho mình đấu trường rồi. Đây là mình cũng sẽ nằm xuống rồi. Một lượng đam đến từ bên phía bên 8 là đủ. Vẫn tiếp tục dí tiếp vào người của Solo. Thì dìu ra thì không ăn thua. Còn Big Master này là mắc 2-3, dìu 1 điểm. Hay, đặc biệt là anh chàng đấu phi. Cái Static Storm mà khiến cho con Max không thể dựng được đấu trường. Tôi đã bảo anh em rồi, team B8 được. Đang dẫn 3 ca tiền nha. Gửi solo về để cho Invoker của Dandy có thể combo. Bắn tay thôi, lòng vòng ném ra. Và solo vẫn đang rút về được, nhưng thôi lớp này là chết rồi. Chẳng chẳng được việc đã bỏ mặt lại. Ở đây có một Senchi. Và Dandy đang bị kẹt trong cái đấu trường. Dandy ơi, di chuyển ra khỏi Senchi nào. Cái lượng tam đến từ độc của Widdock là quá nhiều. Và người có mạng là Viper. Rồi xong, giết được Wit Doctor của Solo phải trả giá tận 2 người, và trong đó có Dandy vẫn đang giữ được cái khoảng network chênh lệch là 3k, bởi vì Artemis đang farm rất xanh khi đã có cho mình Fury rồi. Tiếp tục ép lên rồi, nhưng mà Lion ơi, di chuyển được gì đây? Nào, có gửi về không? Quyết định là không sử dụng. Chỉ đang di chuyển ra mid thì phải đẩy lùi các thành viên bên phía Kinotuki rồi hack lại. Nó có combo đến từ anh chàng Mid Doctor rồi. Sở tăn và lấy mạng Viper rồi. Rất hay. Mát chưa có cho mình đấu trường nha. Tương đối yếu. Đang phải nhờ những người đồng đội back up để có thể lùi về. Cảm giác B8 nhịp nhàng lắm. Không đùa anh em ơi. B8 có cho mình 10 mạng hàng cục đầu tiên trong cái game 1 này. Long con này nó sẽ sở tăn rất lâu, 5 giây cơ. Không biết là có ăn được cái con Centaur này của Big Master không? Đúng là ăn được rồi. Luna được ngay cho mình 100 tiền. Vì giác từ nãy giờ ulti đẹp anh em ạ. Nấu phi đánh hay đấy. Luna ơi, phá mắt thì bạn phải trả giá. Từ từ. Đây là gửi có sai gửi về combo. Úi giời, ulti làm gì? Luna solo đến rồi. Và cái ulti của Luna khá là đau. Một quả trứng nữa ấp ra. Và anh chàng Luna đang chạy được. May quá, có solo xuất hiện chứ không Luna chết chắc rồi. Ít đam đấy nhở. Luna khá khỏe. Một cái đồng len. Và sao cái lực đam đến từ bên phía B8 là không quá nhiều. Invoker chỉ là xét băng thôi, sẽ là khó chịu, không có nhiều đam bằng Invoker lửa. Một phản ganh đấy thì cũng là khiến cho Luna hú hồn rồi. Còn Luna này thì á à, lì nha. Không lên BKB sớm để phá trứng à. Quyết định lên một cái ra xa là khả năng cao. Mana Dandy đang gây rất nhiều sự khó chịu, liên tục là burn mana. Cướp vào là không hay rồi, tôi biết mà. Trời ơi, tại sao làm như vậy Phượng Hoàng ơi. Mà đổi được mạng của anh chàng Mask rồi, có đô lên vào người của Solo nhưng bị sở tăng ngược lại đến từ Lion. Và thôi, đến lượt Big Master vẫn là quá tham lam đến từ B8. Đánh đô tai nhưng mà hơi với. Đầu tiên là Phượng Hoàng cố gắng với vào người của Mask, chết. Sau đó Big Master lấy được mạng của Mask rồi thì lại cố gắng với vào người của Solo, chết tiếp. Không hay, đô tai thì không muốn với như vậy. Đồ sửa nát TNT. Nhưng mà Lion anh ta đã kịp thời lùi ra rồi. Dandy không đấm được thêm hit nào, thành ra là nó không có thêm cái nhịp giữ chân lại để từ đâu sợ nát. Alchemist thì đang tập trung farm thôi. Xem nào, đang hướng đến cho mình một cái BKB rồi. Fury, Ray Pay, Sange và đang hướng đến BKB. Đúng là Dota tier 2 anh em ạ, đánh không tính toán nhiều. Phượng Hoàng ở đấy còn không có trứng, không hiểu lướt lên làm cái gì, tham thế. Đánh Dota mà tham như vậy là hỏng rồi. Hào cái mít vẫn đang xanh. Điều kiện thắng bên phía của B8 là một con Alchemist vẫn đang được đảm bảo. Khi mà Alchemist đang rất giàu, anh ta chưa xuống núi, anh ta cần phải có thêm các mình BKB.
thậm chí là một cái Blink nữa để cố gắng tiếp cận con sắp bắt nhanh như kiểu Lion và Widdock với support trước. Chứ Widdock với cả Lion thì khó chịu lắm, long con cả hết sở tăng thì rất khó chịu. Không vội, cứ để cho Ao có nhức thêm cho mình BKB tại Blink đi. Thì lúc đấy bên phía B8 bắt đầu Turbol. Cái con Luna này nó tăng rất nhanh nha. Chỉ là dừng lại ở cái Yasha thôi và anh ta cũng quay ngược lại lên cho mình cái BKB rồi. Với tốc đánh như này, với MOM, với Yasha và đường Glen thì cái việc phá quả trứng thì Luna có thể lo được, lo thoải mái luôn. Viper rất tự tin, một con Viper đánh theo đường lăn tay cũng là đường Glen thì món đồ này mới được buff thêm 2 AG và đang hướng đến BKB. Thử để lại cho mình một like anh em nhé. Like nhiều tí để kênh lên đề xuất nhiều bạn là theo dõi. Ăn đi san thôi, rất nhanh. Có từ giáp, cái này đang xin gửi pro. Ăn rất nhanh. B8 chậm như tên này rồi. Nếu mà mất con Luna này thì network sẽ bị kéo lại. Và cái việc là nó sẽ giết trên người của Luna thì là thôi. Thấy được B8 biết, bây giờ B8 đang sàn đến rô vào người của Mars. Sẽ có sự tăng thêm đến từ người Alchemist. Giết được rồi. Alchemist đánh tăng bật BKB quá muộn và thôi xong rồi. Cái con Alchemist này nó sẽ chết với lượng lam đến từ cái nổ của con Widdock thôi. Tôi tin là như vậy. Chết đồng. Một tích nữa. Ui, vẫn hồi máu kịp. Hai điểm ulti hồi máu khá nhiều. Quả đấy Watson đánh tăng. Bật ulti muộn nha. Tôi nghĩ là chết rồi. Mình là đích này. Nó là xuyên BKB. May. Chết rồi. Áo đạo mình nặng, tưởng đi rồi đấy. Bật cái này lên thì hồi 75 máu một giây, ok. Hơi chậm nhịp quả đấy đến từ anh chàng Bắt Sơn tí toang. Cứ thế bắt đi kìa. Tưởng chết rồi, bùa như thế rồi, máu đỏ chót rồi. Sao nổ không đủ, không mắc bùa à? Có mắc bùa luôn, không đủ đam. Quả đấy đúng là mình quả đam hơi sai. Tôi tưởng là đủ rồi cơ. Giết được Mask, mắt thua. Về thì team được anh chàng Luna bài rồi. Mask đang combo những chân được Disruptor. Mà có một con Alchemist ở đây đang hỗ trợ cho Disrupt. Và thôi Mask chúng ta cũng sẽ chết ở đây thôi. Lốc được Luna này. Đi lên, tường băng. Anh em ơi, tường băng đẹp nào. Chưa sử dụng. Đã có tường băng rồi mà không thành công. Gửi Luna ra. Và đây là con Luna có cho mình một cái Aegis. Nào, cố gắng hay không đây. Alchemist sẽ tự stun vào đầu mình. Là bên phía team B8 họ đang muốn lùi rồi, không muốn gì. Khi mà thấy Lion Vylax cũng như là Luna thì có cho mình thêm một cái Aegis. Chưa lấy được cái Aegis này. 5k vẫn ổn. Đây, combat vừa rồi thắng được một tí. Nhờ cái việc là Lion Vylax ra lớp được 2 đây. Đứng tốc à, đến chết rồi solo ạ. Rồi cố gắng đi phá mắt Yenby một mình. Xuống rồi Yenby thì làm gì đây bạn ơi. Bạn làm đây là bạn mất Aegis rồi. Thêm một đấm cuối cùng. Và bây giờ Danny anh ta sẽ tạo cho mình cái tường băng đẹp rồi, chính xác. Những chân được, có BKB và đấm rất nhanh đến làm biết khi được Invoker Boost. Một quả trứng được ấp ra, Luna anh ta bị gửi về mà không có BKB. Rất cẩn thận đến từ đâu kia khi mà sử dụng cho mình cả ulti. Giết được ví vào người của Mask, kho của Phượng Hoàng đang rất nhiều. Và bây giờ với một cái cặp thì bên phía team B8 họ đang hơi chùn, họ chậm lại rồi. Đồng ý với việc là lấy được mạng của Luna và sau đó là quyết định gửi về. Không quá tham lam đến từ B8, họ đang dẫn 7k tiền rồi. Tôi không vội. Luna chết cái mạng vừa rồi là trận nhịp của BKB rồi. Mà anh ta cũng đã có. Như vậy là cái combat vừa rồi là đã đủ tiền lên BKB. Nhưng mà chưa kịp mang ra. Thấy solo chết thì chạy về đi. Còn cố dí vào phá cái mắt là trả giá ngay. Quá lở. Luna xử lý quả lở quá. Solo thì thôi anh em ạ, tôi biết mà. Solo lừa lắm. Trận này thả team B8 còn hơn. Tuy là B8 đánh hơi kém nhưng B8 có tinh thần chai hát. Còn solo thì không. Solo chỉ dình lừa thôi. Chai hát cái gì cái ông solo này. Lừa thật sự luôn.
Báo lâu thế nhỉ? Phượng Hoàng bị sao ấy? Chuột hỏng à? Chắc hết pin. Giống tôi, chơi chuột không dây, đang chơi dở tự nhiên hết pin, thế lại phải đi cắm sạc vào. Tinh tinh à? Cũng có thể. Sau cả bao này mà B8 mà họ bị thua ngược thì công nhận là lừa nhá. Mà không, ai làm thế? Làm thế thì điêu quá. Đây rồi, đã quay trở lại đến từ Phượng Hoàng. Solo như hơi vội, solo ăn tàu luôn. Đánh giải chuột, tôi đang dùng chuột không dây mà. Chuột không dây bây giờ bờ đô mà anh em. Tôi đang dùng con của Logitech G Wireless à? Ok luôn. Chơi bình thường. Không dây khác gì có dây đâu. Phản xạ vẫn là mượt mà. Chuột không dây bây giờ bro mà. Tôi dùng không dây hết, chuột không dây. Tai nghe không dây, mỗi bàn phím là dùng có dây thôi. Bắt được gà. Cắm mắt bắt gà, cảm giác Luffy đánh sắt 5 tím quá nhỉ. Từ nãy giờ cái con D-Rap này sử dụng ulti lần nào cũng đẹp luôn. Đẹp đi đố được sắt 5 uy tín đấy anh em ạ. Đầu kia này cũng là 1-8 của khu vực CS đấy. Không đùa đâu. Di chuyển thứ khéo luôn. Bắt trụ boss, bên phía tinh B8 họ đang lấy lại trụ ở mid rồi. Vì sở tan rồi Luffy ơi, vừa khen xong. Thôi lần sau cũng khen nữa. Xin lỗi anh em. Lần sau mình sẽ không khen nữa. Cái khen của này thì chết. Khen cái chết luôn, không nói nhiều. Cũng là câu kéo được một chút thời gian để cho những con boa ở Beatmaster lấy trụ mid. Coi như là cân bằng, mỗi team có cho mình một trụ. Nhưng mà bên phía của team Noteki thì có thêm một mạng của Nofia. Khen cái gãy luôn. Luna ổn nha. Anh ta không nghèo đâu. Đâu rồi? Người network cách Alchemist quá nhỉ. Đúng là Alchemist hack tiền. Farm nhanh thật. AC rồi. Gần có rồi. Không cần blink bờ liền gì cả. Đến thằng AC thôi. Phượng Hoàng phớt item Siva. Quá à, toàn mấy ông lên cục đây rồi. Mở đấu trường đẹp. Giữ chân được Beatmaster. Có ulti của Luna. Ở bên phía ulti nó bên kia cũng có cho mình hai mạng nhanh rồi. Rất may là Akrobit đã không bị kẹt trong cái đấu trường đấy. Chứ không anh ta phải bật BKB để lùi ra. Sớm mốc tốt đến từ bên phía của team Noteki. Có ngay cho mình cặp đôi đi off của B8. Và tiếp tục boost với một con Luna thôi. Luna là một hero boost rất là nhanh. Mất hai người B8 không dám đánh đâu. Cả Beatmaster cũng như, như là Phượng Hoàng đều không có bay bách. Chửi B8 à, anh em muốn tôi tạo ra à? Đèn đi chơi cái gì, không cần phải tạo ra. Midas giờ chưa có nổi cái BKB. Nhưng mà Daddy trận này tạo khoảng trống rất là hay rồi. Network này bằng Viper mà impact của Daddy nhiều hơn. Anh em nhìn xem, Invoker giết 3, chết 1, acid 10. Viper giết 3, chết 2, acid 3. Chắc chắn là impact không bằng rồi. Ở đây lại tiếp tục bắt lẻ được mà. Daddy đang di chuyển khắp map nha. Thấy người ở đâu là giết ở đấy luôn. Đừng đùa. Đánh siêu hay luôn. Ôi, ông thì ông này cháu. Em chờ tí này tôi chỉ là quen được rồi. Trông cái con Luna này xanh quá nhỉ. Đi nữa tách cái MOM ra thôi. Lên xong kiếm trước.
lại quay đầu lên xong kiếm. Và bây giờ mới đang chuyển hướng đến Butter. Còn Luna này farm không đùa anh em ạ. Alchemist mà giàu hơn đối phương một đồ thôi là không ăn thua đâu. Chủ động ăn thử luôn. Rất nhiều thứ để có thể boost cho cái con Beastmaster này. À lắc kỳ đi, để thử Invoker. Rồi một cái Solar. Thêm cả Aura của Beastmaster. Thì nữa mà Alchemist này cao áo phòng lên và được boost đầy đủ. Lại ta chém nhanh lắm. Chém mất não luôn. Thấy đối phương có ý định lên cho mình một cái Butterfly. Đến từ Luna thì Alchemist anh ta đang chuyển hướng lên một cái MKB rồi. Ở chút rồi, không có hai team này. B8 đang dẫn Edward mà, chơi đi. Ồ, đối phương bút lên tận chút 3 rồi này. Nếu B8 vẫn đang mải mê bút chút 2 ở khu vực trên top. Và bây giờ mới di chuyển về nhà thôi. Mất ngay cho mình 1/3 máu của trụ 3 rồi. Chúng ta né nhau, chúng ta chưa bút. Chúng ta hèn. Chúng ta không đánh nhau, trời ạ. Under attack. Đây rồi, cũng đã đến lúc đánh nhau rồi. Nhưng Phượng Hoàng nó hơi phế nha. Có sát thì nó ấp trứng thì có thể khò và slow đối phương. Nhưng mà chưa có Siva. Thiếu một chút này. Chậm lại một tí nữa, B8 cho con Phượng này nó farm lúc cho Siva đi. Chứ tờ này chưa có đồ gì. Phượng Hoàng giàu hơn những support khác rất là nhiều. Đốc thì giờ Solar. Bây giờ mỗi team sẽ có một cái Solar thôi. Bên này thì là Beastmaster lên. Phía bên kia thì là Solo. Sau cái Solar thì Solo có thể đi đến một cái chat. Cái chat để biến thành cái cọc trong vòng 2 giây. Bất tử 2 giây. Bết đối phương dí vào mình rồi biến thành cọc. Hay đấy. Còn cái Đốc có trò như vậy. Không tệ. Rất chậm rãi. À, căng thẳng thế, như chung kết Tây đi hai ông này. Smoke đến từ B8 rồi. Có một con đệ của Dandy đẩy lên và đã phát hiện ra đội hình bên phía đầu Techy. Thấy ít nhất là 4 người. B8 đang vòng lên. Họ sẽ cướp hai round của đối phương. Và sau đó là đánh xuống. Nhưng mà cái team này mà giữ chân cứng thì phải là cái rule của Beastmaster. Nhìn thấy được Lion và tôi sẽ giết Lion đầu tiên. Và đang hất lại khi mà Alchemist anh đang tiếp một cái BKB thì không sao cả. Nhưng đã combo tốt rồi. Ở bên phía B8 có cho mình mạng Lion. May quá. Thấy Alchemist bị hết. Cứ tưởng toang mà không phải. No Fear game đấu này đánh quá hay. Lần nào sử dụng ulti cũng là tuyệt vời thôi. Không sao thôi. Tuy là Alchemist không có form. Vì đối diện có Solar và có boost thì rất nhiều đến từ Beastmaster cũng như là con Invoker nhìn Alchemist chậm. Không có form mà cấm như máy. Đang di chuyển ra. Đô vào rồi. B8 anh ta quyết định ăn cho mình cái con Dosan trước. Đến từ Alchemist. Chưa, vẫn là ăn Dosan. Xong được rồi. Ăn Dosan cầm được Aegis rồi. Và bây giờ các thành viên đội tuyển của Dosan phải chạy. Viper bật BKB cũng quay lại đây. Thorgard là người đầu tiên bị chết thì gửi về. Và Viper cũng phải nằm xuống rồi. B8 đang là team đánh hay. Biết cái lượng đam mình là đủ. Và anh chàng Butter chỉ tập trung vào ăn Dosan. Và có cho mình cái Aegis thôi. Đối phương tràn vào, chẳng bắt được ai. Giữ vị trí là rất tốt đến từ B8. B8 đánh uyển quá anh em ạ. Không đùa nhá. Mớ vật là B8 cái mùa lower này họ lại là đội vô địch. Nhìn cái con Alchemist nào đấm nhà kìa. Siêu nhanh. Beastmaster cứ đứng sau Solar với cả boost cho mình Aura thôi. Bây giờ đi cho boost này. Nhìn con Alchemist nào đấm này anh em này. Nào như nào, như nào, như nào, như nào. Phượng Hoàng chỉ lướt lên với cái Siva để có thể khiến cho Alchemist dễ dàng hút rồi. Ừ, Luna nhưng mà không ăn thua. Tôi là Alchemist, tôi hút nhanh hơn thế nhá. Có AC, có những cái bước. Và cái con Alchemist này đang hủy diệt rồi. Anh ta đánh cũng không quá hay, nãy giờ bảo là giết người các thứ là không. Nhưng mà đánh rất tập trung, ăn vào những cái objective. Đánh nhau không tốt thì tôi bút nhà. Tôi cứ đập nhà thôi. Một rách luôn. 30 phút. Dẫn 16k net worth. Dẫn một rách. Quá tuyệt vời dành cho B8. Cắm cơ cái gì? Đứng. Cách người ta mới lập còn chưa được rồi. Một nhìn sắc. Mấy hôm trước stream còn được có 15-20 người xem. Hôm nay mới cố lên được 40 người xem, tắm cờ gì vớ va vẩn.
mình đang phục vụ các bạn hết mình trận đấu của B8 với cả Nocticky đây. Mở sắc lọ, giữ chân ở Luna rồi và đang chém rất nhanh. Chạy vào đây thì làm gì? Alchemist anh ta liên tục dí theo rồi, có đô vào. Luna lên bản đứng sớm, một quả trứng nữa ấp ra. Và bây giờ các thành viên bên phía Nocticky họ phải chạy rồi, đã tồn gì gì rồi. Quá bất lực đến từ Nocticky và tồn gì gì luôn đến từ Viper. 1-0 dành cho B8, wow. Thắng nhanh luôn này. Thắng quá nhanh anh em ạ. B8 đánh quấn quá nhở. Nhưng mà lỗi. Zit game server à, the game server ít cái gì lại là bị lỗi này. Trận này tí nữa nó mới tính. Cảm ơn bạn Nguyễn Trung nha. Trung Trung đúng không? Kèo 50k ủng hộ cho B8 đúng. B8 thắng rồi. Kênh riêng ở đấy, anh em chờ tôi tí để tôi tranh thủ hết game. Thì mong anh em là yêu quý 500 cũng như là mình thì xin phép là anh em để lại cho mình một like. Và trong lúc hết game thì tôi tranh thủ quảng cáo một tí. Quảng cáo chứ, đang lúc đông người phải quảng cáo một tí. Đây mình sẽ bot link nhá. Ôi gần được 500k, nhầm 500k thì bố đời quá. 500 sắt. Đây là kênh... Đây là kênh YouTube cá nhân của mình. Khoảng độ một tuần nay thì buổi chiều là tôi hay hoạt động ở trên kênh đấy. Kênh YouTube cá nhân của tôi. Cũng đang cố gắng build một cái kênh cho chính bản thân mình. Thì anh em nào yêu quý thì có thể di chuyển vào và sắp. Sẽ cắm cờ, Linh. Đấy, Linh tôi vừa bot đây. Linh vừa bot xong. Dạo đây tôi đang chơi hát nên tôi cũng phải có cho mình một vài thứ mới. Đấy, một kênh riêng. Có cả Facebook riêng nha. Nếu mà anh em không biết. Có cả fanpage Facebook luôn. Để tôi search tôi. Quảng cáo thì phải quảng cáo một thể. Đây là fanpage cá nhân của Facebook. Thú thật là cái fanpage này là ngày xưa là của vợ tôi bán hàng. Bây giờ không dùng nữa. Thì là cho tôi thôi. Đấy, để anh em nào yêu quý thì có thể sắp luôn ở cả ấn like ở trên Facebook của tôi, cái fanpage của tôi nha. Ok, đăng ký nha. Cảm ơn Vũ Hoàng nha. 496 chấm xúc hiếu thôi bỏ đi, tôi bị ban rồi. Bây giờ tấu 2 chứ. 11k. Phản biết ngày xưa vợ tôi bán hàng, vợ không dùng nữa thì trừng dụng luôn. Chờ đợi game đầu thứ 2. Để anh em chờ tí để tôi cắt lại clip game 1 này cho những bạn mà...